Bây giờ thì xin mời quý vị thêm một tràng pháo tay thật to thật kêu nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trần Ngọc Quốc, năm nay em 25 tuổi. À. Em là nhân viên ngân hàng. Nhân viên gì? Dạ ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Nghe tưởng nhân viên hạt. Hạt é. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và bao nhiêu bạn. Dạ khán giả. Em tên là Trương Mẫn Nghi, hiện nay em 22 tuổi. Em đang ở nhà chăm sóc con. Em bé được mấy tháng rồi kìa? Dạ hiện giờ là được 4 tháng rưỡi rồi. Ủa ba em mà lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau cách đây khoảng được 1 năm rưỡi rồi chị. Năm rưỡi. Anh hỏi em xem em nói chị. Buồn với em kêu em bằng chị hả? Anh nói đùa thôi. Dạ. Chứ làm tụi em cưới nhau là có con liền. Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe đi, hai vợ chồng gặp nhau như thế nào? Em với chồng em gặp nhau ở quán trà sữa, quen qua một nhóm bạn thì sao em? Tuyệt vời. Dạ thì mới đầu gặp nhau thì tụi em cũng không có ấn tượng gì nhau. Tại vì thứ nhất á, cái tiêu chí bạn gái của em á, trắng, dễ thương, ngoan hiền. Có trắng, có dễ thương, có hiền nè. Dạ, với lại cái tiêu chí quan trọng nhất là bán kính không quá nhà em 100m. À, thích cô dạ, hàng xóm. Không phải, em thích gần nhà mình, nhưng đi lại cho nó dễ. À, để rước dâu thôi dạ. Chứ không có tốn xăng. Đúng không? Dạ, thì lúc đó thì vợ em thì cũng da ngâm ngâm, người cũng hơi bé bé một xíu. Nói chung là không có không trong tiêu chí của mình nên mình cũng không để gì hết. Không trong tiêu chí? Ủa? Nhà thì xa à? Dạ, thì nhà thì cũng hơi xa. Ủa dạ, nhưng mà là Nghi là chắc có lẽ là sinh xong nên là thay da đổi thịt hay sao đúng không? Rồi hồi trước ảnh hay nói với em câu hả? Ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới đẹp. Trời ơi. Hồi nãy định nói câu đó rồi đó. À. Dạ mới đầu không yêu á thì nói là không thích mà khi yêu rồi thì lại nói cái câu đó để biện hộ. Còn cái ấn tượng của em về ông xã em lúc đó thì như thế nào? Dạ ấn tượng của em á là thấy anh này nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, hay làm trò cười cho mọi người. Với lại thấy nói chuyện mà kiểu mà nhây nhây á, em thích mấy người mà nhây nhây gì nhây. Ồ cái gu người ta ha, nhưng mà tôi cũng nhây lắm nè, nhưng mà là ai cũng ghét chứ. Dạ nên nói chung là em cũng có để ý chồng em, nhưng mà tại vì thấy ngoại hình á thì nhỏ con quá, em thấy có vẻ không hợp với em thì to con nên em không có để gì mấy. Thế là thấy thích thích vậy thôi. Dạ đúng rồi. Chồng là thấy không phù hợp tiêu chí. Dạ đúng rồi. Vậy thì cuối cùng ai là người thích ai trước? Là chồng em để ý em với lại tấn công em trước. Lý do? Tụi em cũng đi uống trà sữa với nhau mấy lần thì em thấy vợ em nói chuyện cũng vui vẻ, hoạt bát. Thì mình có nói chung là cũng mến mến thôi. Cái lúc đó mình đang ở Alon. Ế đúng rồi. Thì mình muốn là cũng xin số điện thoại cho mình nhắn tin thử nói chuyện coi sao. Khoảng 1 tháng á thì em thấy cũng thích thích. Sao mà anh nhắn tin đó hả, là hả qua một thời gian anh nói chuyện thấy em cũng hợp tính anh, với lại hai tụi mình cũng chưa có người yêu á, nên thôi giờ anh mạn phép xin em về đội của anh nha. Trời ơi. Có duyên vậy hay đáng yêu quá. Về đội dạ. Anh dạ. Về đội. Dạ lúc đó tại tụi em hay coi chương trình The Boy á, cái con bị nhiễm cái từ về đội. Dạ đúng rồi. Tôi lại nghe tưởng về đội đá banh. Vậy là lúc dạ. Đó là em vẫn còn. Lúc đó em đang học quản lý nhà hàng khách sạn á. Rồi tại sao lại phải cưới sớm như vậy? Thì tụi em thấy tìm hiểu cũng nhiều, với lại nhà em thì cũng neo đơn á, một mình em với mẹ em thôi. À. Em có muốn hợp thức hóa giống như cưới về rồi sinh con để cái cho nhà nó vui cửa, vui nhà vui cửa. Nhà vui cửa. Dạ. Dạ. Mẹ có vui không? Mẹ có đồng ý. Dạ mẹ thì đồng ý, vui tại vì mẹ em thấy tính tình em thì tốt, với lại nói chung là chịu khó lắng nghe. Nãy em nói là hợp thức hóa. Dạ hợp thức hóa. Hợp thức hóa chuyện gì? Hợp hóa chuyện cưới sinh. Chắc không hay dạ. Là hợp thức hóa chuyện kia? Không, là chuyện này. Tưởng nó hợp thức hóa chuyện ông bác sĩ. Thôi, tại hai dạ, bạn trẻ yêu. Quá mà. Tại vì nhà em với ảnh thì cũng xa nhau quá mà quen nhau thời gian 2 năm mà đi lại chắc tiền xăng hơi nhiều rồi. Đủ mua. Nhà em thì có đồng ý luôn không? Dạ có, em cũng vừa tốt nghiệp á thì gia đình em cũng đồng ý luôn. Dạ. Như vậy là anh hỏi nè. Dạ. Em lấy vợ, vợ còn rất là thiên đi. Dạ. À, vậy thì về nhà có hành em theo kiểu mà trẻ con mà hành người lớn. Dạ đó là điều tất nhiên rồi. Vợ em á thì ở nhà cũng được cưng chiều á, không biết nấu ăn, nói chung là không biết gì hết. Rồi em biết làm không? Dạ thì em cũng biết chút chút. Nên lúc về thì vợ em nói chung là tính nít thì cũng nhõng nhẽo rồi vậy đó, cũng ngủ nướng vậy á, thì em cũng về mình khuyên bảo rồi mình chỉ cho vợ em làm từ việc nhà rồi nấu ăn. Thì không em chỉ là mẹ em chỉ. Dạ em chỉ. Đúng rồi anh chỉ á chị. Giỏi vậy, ông cũng hơn người ta có 3 tuổi cũng con nít chứ bộ. Dạ nhưng mà em thấy ảnh 25 tuổi mà em tưởng ảnh
ba mấy 40 tuổi thôi. Cái gì cũng biết á chị. Dạ, em biết nấu ăn là nhờ ảnh chỉ em. Mà em học ở đâu? Dạ thì em cũng học từ mẹ em, tại vì nhà em cũng hai mẹ con á nên em được. Là bạn này thương mẹ lắm nè đúng không? Dạ. Rồi hai bạn về ở chung với nhau vậy thì có tật xấu gì không? Hiện tại bây giờ là em thấy nhiều lúc ảnh cũng yêu thương em nhưng mà có sự hơi vô tâm xíu. Giống như là em đang mang bầu á, tối ngủ mình hay bị chuột rút á, xong rồi hả em cứ dậy dậy kéo chân cho em, ổng ngồi dậy xong rồi hả cầm chân của em xong nằm xuống ngủ tiếp. Xong rồi lúc đó em cũng tức dễ sợ, em cứ anh cái ngồi ngủ khò 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 luôn, không quan tâm em luôn. Sáng dậy em hỏi ủa anh hôm qua em bị chuột rút á anh có biết không? Không không biết. Kiểu anh như hiểu, bị mộng du. Anh hiểu cái cảnh giác đó, anh hiểu. Dạ em bị cái tật là ngủ là mình không biết gì hết á. Nên có nghĩa là hơi vô tâm xíu. Còn gì nữa không? Mê coi đá banh lắm chị. Khuya em dậy em đi vệ sinh, em không thấy ảnh đâu hết á. Em suy nghĩ trong đầu á, rồi chắc xuống dưới nhắn tin với con nào rồi. Rình rình đi xuống mà đi nhẹ nhàng lắm nha. Mà ai về đi xuống dưới hả? Tivi thì mở, tay chân hả phe hết trơn, ngủ ngáy khò 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 vậy đó. À coi đá banh ngủ luôn hả? Dạ ngủ luôn, bỏ em ngủ mình, bởi vì em ghét lắm. Ngủ mình mà gặp em sợ, em buồn nữa. Với lại em... lúc đó là có em bé chưa? Từ lúc chưa có em bé tới có em bé lúc nào anh cũng là trốn. Bây giờ còn không? Bây giờ còn. Mỗi lần mà trốn xuống dưới hả mà em không thấy là em cứ suy nghĩ trong đầu là chồng em chắc là nhắn tin với ai. Rồi còn em, tật xấu của vợ em là gì? Dạ vợ em thì có tính trẻ con, hay nhõng nhẽo với lại cũng nóng tính lắm. Giống như một vấn đề mà giống mình chưa suy xét kỹ á thì hay quạo rồi này kia, xong rồi lúc mà suy nghĩ được rồi á thì mới bắt đầu ngồi phân tích ra rồi xin lỗi lại. Rồi giờ coi như vợ chồng thì còn trẻ quá mà hai chồng đang ở cái giai đoạn mà là sung mãn sung sức vậy đó. Dạ. Có con liền rồi ngưng luôn tới giờ luôn hả? À thì em ngưng luôn. Ngưng luôn rồi. Dạ. Như vậy là em chịu được hả? Dạ, thì mình nghe lời khuyên bác sĩ là sau khi sinh thì phải để cho người phụ nữ khoảng 6-7 tháng hồi phục. Em có cảm thấy ức chế không? Có khi vì cái nguyên nhân đó mà em hay trốn vợ xuống dưới phòng khách không? Dạ không, vì em thì không có cái đó. Chủ yếu xuống ở dưới là coi đá banh với là coi phim để mình dễ ngủ. Nó còn cũng hơi khó ngủ á. Bộ em nằm ở trên em ôm vợ em ngủ không được hả? Hay sao? Em mới tập em là phải coi tivi á cho nó giống sáng sáng dễ ngủ. Em phải mượn cảm ảnh nói ảo để cho em dễ ngủ. Dạ đúng rồi. Đeo cái phone vô đó có cái tiếng tivi nó xè xè xè. Sự thật là vậy luôn. Dạ đúng rồi. Không có một bức xúc gì luôn. Dạ đúng rồi. Thế thì bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em muốn ảnh đó là bớt vô tâm, cùng chia sẻ công việc với em, với lại thương yêu gia đình nhiều hơn. Chị còn em muốn về em là bớt nóng tính, biết suy nghĩ. Ủa vậy là đó vậy mà không biết suy nghĩ hả? Dạ không phải, em suy nghĩ theo kiểu mà vô tư thoáng á, còn đơn chồng giản. Em á thì cái gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ vô chi tiết này nọ. Tức là em đơn giản hơn. Còn chồng em thì muốn mọi thứ nó phải chỉnh chu, nó phải trước sau, nó phải logic. Dạ đúng rồi. Tất cả mọi thứ đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy là... Em biết sao, chị nghĩ là em không cần đòi hỏi thì đến một lúc nào đó theo thời gian và theo cái hoàn cảnh á, vợ em cũng sẽ làm được cái điều đó. Bởi vì vợ em còn nhỏ quá mà, chị nhớ năm chị 22 tuổi á, chị vẫn còn là một cái người con gái chưa có gia đình, vô tư lắm. Thật sự chả có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Đó, còn bây giờ vợ em lại gánh trên vai là một cái trách nhiệm quá lớn, làm mẹ, làm vợ mà sống với gia đình chồng nữa. Dạ đúng rồi. Rồi phải nuôi con nữa. Cho nên rằng là em cứ để cho vợ em có một thời gian để vợ em tự bồi đắp cái bản thân của mình, bồi đắp cái suy nghĩ của mình. Còn ngay thời điểm này thì phải tạo mọi điều kiện để vợ em có sức khỏe, có một cái sự vui vẻ ở trong đầu óc, trong người, để có thể nuôi con được tốt nhất. Chị nghĩ là như vậy. Còn về phía em thì chị nghĩ là bắt đầu từ hôm nay đi, bỏ cái vụ mà xuống dưới coi tivi đi. Giờ 4 tháng rưỡi rồi, sắp đến cái ngưỡng mà bác sĩ cho phép rồi. 6 tháng. Đó, sắp đến cái ngưỡng đó thì nên chăm sóc vợ, âu yếm vợ, an ủi vợ, để cho vợ em cảm thấy ấm áp nha. Rồi, tiếp tục và thực hiện. Thôi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Cảm ơn.